là một trong những ngân hàng quốc tế đặt tham vọng trở thành đơn vị cung ứng nguồn vốn xanh hàng đầu để phục vụ các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam với 12 tỷ đô la Mỹ giải ngân đến năm 2030. Nhưng theo đại diện của HSBC, số doanh nghiệp Việt tiếp cận được nguồn vốn này là không nhiều. Lý do là đa số các công ty trong nước vẫn thiếu nhiều tiêu chí để tiếp cận. Với những doanh nghiệp tập đoàn nhà nước hay là những doanh nghiệp lớn thì các doanh nghiệp này đã nhận thức vấn đề là phải vận hành, phải thay đổi một cách cấp thiết. Thế tuy nhiên với những doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp mà trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn, các chủ doanh nghiệp thì cũng ưu tiên làm thế nào để doanh nghiệp có thể sống sót trong thời gian khó khăn đã trước khi có đầu tư hoặc là có những định hướng cụ thể liên quan đến phát triển kinh tế bền vững. Còn theo đại diện của UOB, các doanh nghiệp Việt muốn khởi nghiệp xanh thành công thì cần có sự tiếp cận toàn diện hơn hiện nay. Để thiết lập một hệ sinh thái xanh thực sự phát triển mạnh ở Việt Nam, Việt Nam cần một cách tiếp cận toàn diện nhằm thúc đẩy sự đổi mới và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, tăng cường quan hệ hợp tác công tư để tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng thời thúc đẩy giáo dục và đào tạo về tính bền vững và đổi mới. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, bên cạnh các yếu tố khách quan thì nhận thức của doanh nghiệp cũng chưa đầy đủ để tham gia vào chuyển đổi xanh. Chính sự thiếu sẵn sàng này cũng là một trong những nguyên do khiến họ chưa thấy được sự hấp dẫn của dòng vốn xanh. Chúng ta phải định hình ra một cái gọi là cái thị trường tín dụng cho chuyển đổi xanh, cho tăng trưởng xanh, cho phát triển xanh. Cái thị trường ấy là gì? Ta lâu nay ta thấy là cái khó của Việt Nam chính là phát triển các thị trường. Mà là trong cái phạm trù thị trường tín dụng ấy, là chúng ta phải đặt vấn đề bảo đảm hệ thống, bảo đảm tính triệt để, nghiên cứu bài bản các cái tiêu chuẩn tiêu chí ngay từ đầu. Chứ đừng có lặp lại cái cách phát triển thị trường theo kiểu đi dò từng bước rồi tắc đến đâu là sửa đấy. Để được thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc thì phải cần một cái luật và quy định nó phải thuận tiện, đặc biệt là về mặt thủ tục hành chính. Bây giờ đầu tư năng lượng là một cái thử thách khá là lớn về vấn đề thủ tục hành chính, vì quy hoạch điện của Việt Nam đã quy hoạch điện 7, điện 8 thì đã đều có thông qua rồi, nhưng từ đó đến thì thực hiện dự án là cũng có rất nhiều quá trình thủ tục nữa, chỉ phải thay thế đơn giản hóa và cũng xem xét một cách nhanh chóng và xử lý về điều đó là một trong những cái điều kiện khá là quan trọng. Năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, đô thị xanh là những dự án dễ hình dung nhất về kinh tế xanh tại Việt Nam. Sự chủ động của các doanh nghiệp là yếu tố đầu tiên trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần xây dựng các sản phẩm phục vụ nhu cầu từng khách hàng liên quan tới khoản vay xanh, vay phát triển bền vững và vay phát triển xã hội.